Một thông tin cũng như là những chia sẻ rất là thẳng thắn và cũng như nhiều cái cơ sở và từ trước đến giờ nhiều cái livestream trước của bác sĩ Trí Đàn cũng đã chia sẻ dành cho tất cả mọi người rồi ạ. Em xin phép được đến với một câu hỏi tiếp theo của chị Ngọc Trịnh Thị ạ. Cho em hỏi, khi theo dõi biểu đồ tăng trưởng thì khi nào cần cho bé đi khám? Ví dụ trong thời gian bao lâu bé không tăng trưởng theo kinh của bé thì cần đi khám vậy bác sĩ? Nó tùy thuộc vô cái tuổi của bé, nhưng mà thông thường á, là quý vị phải theo dõi từ 3 cho tới 6 tháng. 3 cho tới 6 tháng, tốt nhất á, là khoảng 6 tháng. Nếu mà 6 tháng mà bé nó không tăng trưởng về chiều cao, được không? Vòng đầu. Ở đây tôi sẽ nhắc lại là tôi không nói về cân nặng nữa nha. Tại vì rằng là 6 tháng có thể cân nặng nó không tăng, nhưng chiều cao nó vẫn tăng lên. Nếu nó không tăng trưởng về chiều cao thì quý vị cho nó đi khám nha. Hoặc là nó còn nhỏ dưới 2 tuổi mà nó không tăng trưởng vòng đầu theo cái kênh của nó thì mình cho nó đi khám. Đó. Dưới 2 tuổi thì mình phải đo chiều cao, đo vòng đầu và cân nó, nhưng mà chỉ số cân nặng nó không trung thực. Do đó, điều quan trọng nhất quý vị xem là sự tăng chiều cao và vòng đầu nó có tăng đúng kênh của nó hay không. Muốn biết được tăng đúng kênh của nó hay không thì khoảng cách đo mình phải cách ra ít nhất 3 tháng cho tới 6 tháng nha, mà phải đo chính xác, hiểu không? Đó, còn nếu mà quý vị đo không chính xác thì có thể là mình không thấy nó tăng đúng kênh của nó, hoặc là khi mà đi đo á, bé nó nghiêng người qua một bên, nghiêng người lại, nó không đứng thẳng, có thể là nó sợ quá mấy cô cho nó đo, nó cứ quẹo qua quẹo lại, nó còn ước chừng cái nó cho nó một con số chiều cao đó là không chính xác nha. Đó, nhiều khả năng nó là như vậy. Hoặc là khi người ta đo chính xác, nhưng khi nhập dữ liệu vô người ta ghi con số, người ta lại ghi một con số khác. Do đó cái việc mà đánh giá biểu đồ tăng trưởng giống như hồi nãy tôi có trình bày với lại quý vị đó, thì cái khi mình xem cái sự tăng chiều cao trên biểu đồ tăng trưởng đó, mình cũng có thể biết được luôn là lúc nào bé này nó bị đo sai, lúc nào nó bị nhập sai số liệu. Mình có thể biết được luôn khi nhìn đến cái đường tăng trưởng đó nha. Khi mà quý vị đã quen cách nhìn biểu đồ tăng trưởng rồi là nhìn vô là biết ngay là số liệu là sai nha. Bởi vậy tôi hay yêu cầu các cô điều dưỡng của phòng khám Victoria là bất cứ trường hợp nào nhập con số đo cân nặng chiều cao vòng đầu, bắt buộc phải nhìn cái biểu đồ tăng trưởng để kiểm soát lại coi mình có nhập sai hay đo sai hay không. Chỉ cần nhìn biểu đồ đó là biết ngay mình đo sai liền. Dạ. Nha. Còn trường hợp mà bất thường thật sự vô cùng hiếm, rất là hiếm. Nha, nó không đi theo kênh của nó, có chứ không phải không có, nhưng rất là hiếm. Dạ. Đó, cho đó trong cái trường hợp câu hỏi này, khi nào cần đi khám? Nếu quý vị thấy rằng là 6 tháng không thấy nó tăng chiều cao, có thể cho nó đi khám. Khi đi khám không có nghĩa rằng là bác sĩ phải lôi đầu đi làm một đống xét nghiệm nữa đâu ạ. Bác sĩ sẽ coi tổng trạng về sức khỏe của nó như thế nào nha. Và bác sĩ có thể đề nghị đi khám lại sau 3 tháng hay 6 tháng nữa để đánh giá tăng chiều cao lại, dựa trên cùng một cái thước đo, dựa trên cùng một cái chuẩn để biết được bé đó, xin lỗi, cùng một cái biểu đồ phải nhập vô cái máy nha. Đó, thì lúc đó mình biết được là bé đó nó tăng trưởng bình thường hay không. Còn nếu mà quý vị lo lắng quá, có thể 3 tháng đi khám một lần cũng được, nhưng mà đừng có đi khám nó mỗi tháng nha. Em bé nó khám mỗi tháng thì nó không vui lắm, hiểu không? Thay vì nó được đi chơi, cứ bắt nó đi khám hoài. Tuy nhiên cũng có một số bé nó cứ đòi đi khám mỗi tháng hoài, tại vì nó vô đến cái phòng khám nó có đồ chơi nó chơi. Dạ. Đặc biệt tại phòng khám của Victoria Healthcare đúng không bác sĩ? Dạ, hay chỗ mà phòng khám Victoria Healthcare thì đúng. Rất nhiều đồ chơi. Nó cứ đòi nó đi vô để nó chơi không à? Dạ vâng. Em cảm ơn bác sĩ. Như vậy thì chúng ta thấy được đến với cái nỗi ám ảnh của các mẹ khi mà có bé bị suy dinh dưỡng, bé còi, thì em nghĩ là nếu mà chúng ta nói một hai lần thì nhiều khi vẫn chưa xóa được cái nỗi ám ảnh này ở đâu. Thì nhân đây thì em xin phép được nhờ bác sĩ có thể là chia sẻ mà làm thế nào để chúng ta có thể định nghĩa được các cụm từ thiếu chất, suy dinh dưỡng, chậm phát triển, và những cái trường hợp nào thì mình mới xác định là những cái trường hợp đó mới thực sự là đang thiếu chất và suy dinh dưỡng ạ. Rồi, bây giờ mình nói về dinh dưỡng đó, thì bản chất của dinh dưỡng đó chính là năng lượng. Dạ. Bản chất của dinh dưỡng là năng lượng.
Nếu mà một bé nó hoạt động liên tục mà nó không hết năng lượng, nó hoạt động liên tục mà nó không biết mệt, thì có nghĩa là năng lượng của nó rất là dồi dào, rất là dư nha. Bé đó nó không suy dinh dưỡng. Còn nó có thiếu chất hay không là chuyện khác à. Tại vì cái đồ ăn của nó không có cân bằng thì có thể thiếu chất. Dạ. Yeah. À, nhưng mà mức suy dinh dưỡng là nó không có. Còn cái bé mà nó bị suy dinh dưỡng á, nó không có năng lượng, nó mệt, nó không hoạt động lanh lợi, phát triển trí não nó có thể chậm và kém. Thấy không? Vậy thì đầu tiên mình muốn biết dinh dưỡng của nó bình thường hay không thì phải coi nó hoạt động như thế nào. Dạ. Yeah. À, đó, cái mức hoạt động của nó như thế nào, chứ không phải ngó cái cân của nó. Còn hồi nãy chúng tôi nói là nếu mà mình muốn coi về cân chiều cao hay là gì đó, mình phải chiếu trên biểu đồ tăng trưởng để mới biết được là bé này nó tăng bình thường hay không bình thường. Trong câu hỏi này thì con nói là làm sao biết nó chậm tăng trưởng. Dạ, lúc nãy trong cái phần mà trình bày của tôi thì muốn biết chậm hay nhanh, mình phải coi tốc độ tăng trưởng. Muốn biết tốc độ tăng trưởng thì cũng phải nhập vô biểu đồ tăng trưởng để xem nó tăng đúng cân của nó hay không. Nếu nó tăng cân chiều cao vòng đầu đúng cân của nó, có nghĩa là nó tăng bằng tốc độ với các bé khác. Vậy thì có phải là biểu đồ tăng trưởng nãy giờ mình đang nói, nó giúp cho mình biết là bé đó nó tăng đúng tốc độ hay không? Có nghĩa là nó có bị chậm hay không? Dạ. Nó không chậm mà nó lại chơi lanh lợi vui vẻ thì có nghĩa dinh dưỡng nó bình thường. Đó, suy dinh dưỡng có nghĩa là dinh dưỡng nó kém, nó không có năng lượng, nó kém hoạt động. Về tăng trưởng của nó cũng chậm. Ha. Tức là nó không đi song song với những cái đường tăng trưởng, những cái hướng tăng trưởng của những cái đường trong biểu đồ tăng trưởng. Ha. Thì bé đó nó bị chẩn đoán là suy dinh dưỡng. Còn chẩn đoán thiếu chất thì mình phải dựa trên cái nguồn thực phẩm cung cấp cho nó. Thiếu chất mà người ta lo nhiều nhất là thiếu chất sắt. Yeah, thiếu sắt. Mà em bé Việt Nam bây giờ cũng khá nhiều bé bị thiếu sắt. Bởi vì cái sự tôn sùng sữa của các bà mẹ Việt Nam á, nó quá lớn với cái hy vọng là sữa làm cho tăng chiều cao. Mà như hồi nãy trong cái bài trình bày tôi nói là sữa không làm tăng chiều cao hơn cái cân của nó được. Mà sữa làm cho nó tăng bề ngang chứ làm cho nó béo. Vì mà cái bé nào mà nó càng uống nhiều sữa thì nó không ăn, mà nó không ăn được nó không có chất sắt. Đứa nào càng uống nhiều sữa càng dễ bị thiếu chất sắt. Đó là thiếu chất. Dạ. Yeah. Do đó mình muốn biết bé đó chẩn đoán thiếu chất hay không, bác sĩ phải hỏi chế độ ăn của nó là nó uống bao nhiêu sữa mỗi ngày, ăn uống nó có đa dạng hay không, nó có ăn những thực phẩm có chất sắt hay không, và mình khám nó để biết coi bé đó nó có khả năng nó bị thiếu chất sắt hay thiếu máu hay không. Nha. Nếu như bé đó nó uống nhiều sữa, ăn ít những thực phẩm có chất sắt và khám nó nghi ngờ bé thiếu máu thì bác sĩ đó cho bé nó làm xét nghiệm để chẩn đoán bé nó thiếu sắt hay không. Quý vị đừng đi làm xét nghiệm kẽm nha. Hồi nãy có nói là không cho nó đi làm xét nghiệm vitamin D, bây giờ lại thêm một câu của ông bác sĩ này nói nữa là không có cho nó đi làm xét nghiệm kẽm. Nó chả giúp mình chẩn đoán được cái gì cả. Nha. Kẽm nó có trong rất nhiều loại đồ ăn rồi, nhớ không? Mà cái nhu cầu về kẽm nó còn ít hơn nhu cầu về sắt nữa. Cái đó nó chỉ cần ăn đa dạng là nó đủ kẽm rồi. Yeah. Không việc gì phải đi làm xét nghiệm kẽm cả. Nha. Đó. Còn xét nghiệm canxi thì lại càng không làm nữa, bởi vì các bé bây giờ nó có nguy cơ nó thừa canxi. Tại sao? Nó uống nhiều sữa quá, nó quá nhiều sữa nên là nó có nguy cơ thừa canxi, mà hễ thừa canxi là dễ dẫn tới thiếu sắt. Yeah. Canxi nó làm giảm hấp thu sắt vô người. Do đó là cái chẩn đoán thiếu chất quan trọng nhất đối với các bé này là mình xem nó có bị thiếu sắt hay không. Yeah. Không quan tâm đến kẽm nha quý vị. Đó. Sở dĩ quý vị quan tâm đến kẽm bởi vì có nhiều cái truyền thuyết mà người ta nói rằng là mấy bé mà nó ăn ít ít đó là do nó thiếu kẽm. Có nhiều truyền thuyết như vậy á, là nói là sao con em ăn ít quá thì tự nhiên cái
bác sĩ lại chẩn đoán là à giờ nó thiếu kẽm và cho nó hút kẽm để nó uống. Dạ. Mấy em bé nó ăn ít là không phải là vì nó ăn ít mà vì nhu cầu của nó là chỉ ăn tới đó là nó dừng lại, nó ăn đủ cái nhu cầu của nó thôi. Và bởi vì mình không hiểu cái nhu cầu đó nên mình kêu nó ăn ít. Đó, hoặc là những cái bé mà nó ăn ít như vậy là vì quý vị nhồi nó nhiều sữa quá, nó không có đủ đói để mà nó ăn. Nó thừa năng lượng rồi, nó không cần nạp năng lượng qua ăn nữa nên nó không ăn được. Đó, hoặc là quý vị cứ bắt nó bú đêm hoài, đêm khoảng nó thức dậy một cái là cho nó một bình sữa để cho nó đi ngủ. Một đêm nó bú khoảng 2 bình, 3 bình là nó dư năng lượng cho cái ngày hôm sau rồi, nó không ăn được. Đó. Cho đó cái việc mà bé nó ăn ít chả có liên quan gì đến thiếu kẽm cả, nên đừng chẩn đoán là thiếu kẽm rồi đi làm xét nghiệm kẽm rồi bù kẽm vân vân. Không? Đó. Cho đó cái câu mà thiếu chất này đó thì các bé Việt Nam nó ít có cơ hội được thiếu những cái chất gì khác ngoại trừ kẽm. Nha. Còn các bé Việt Nam cũng ít có cơ hội được suy dinh dưỡng lắm. Dạ. Nha. Những cái bé mà nó đói nó không có đồ ăn ăn, mẹ nó nói hôm nay nhà không có đồ ăn, ngày hôm sau cũng nói dạ không có đồ ăn, ngày hôm sau nữa cũng nói không có đồ ăn, bé đó nó mới có cơ hội nó được suy dinh dưỡng. Và hồi nãy từ đầu chương trình thì tôi có nói là quý vị hãy chia sẻ với những đồng bào đang bị nạn lũ lụt ở miền Trung. Dạ. Cảnh nghèo đói, họ đang thiếu ăn. Những bé ở vùng đó lúc này có nguy cơ bị suy dinh dưỡng do đói mà không có đồ ăn ăn. Còn quý vị nào mà có con ở thành thị thì không có bé nào mà đói không có được ăn hết trơn hết đó. Nên quý vị đừng lo con mình bị thiếu dinh dưỡng mà hãy lo con của mình bị béo phì. Còn những bé thiếu dinh dưỡng là những bé ở vùng sâu, vùng xa, nghèo đói hoặc là những cái vùng thành thị mà đang bị thiên tai. Hiện tại thì đang thiếu ăn, hiểu không? Thiếu ăn, thiếu mặc vân vân. Đó, những bé đó mới có cơ hội suy dinh dưỡng. Tuy nhiên nếu mà mình khắc phục được cái thiên tai ngay lúc này, mình đưa đồ ăn tới cho họ đầy đủ thì những bé đó lại không bị suy dinh dưỡng. Dạ vâng ạ, em cảm ơn bác sĩ rất là nhiều ạ.